chia sẻ anh em luôn nha. Mới đi lấy SU về này. Chỉ có 200k anh em ơi. Phê quá. Lấy chai xịt khuẩn cái đó. Xịt chút anh em ơi. Mới chạy khá là nắng. Kiếm 2 lít. Đang bị cắt ly. Xịt SU luôn nè anh em. Đổ xịt gì còn nha. An toàn. Đổ ướt luôn. Phê quá anh em ơi. Nắng quá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đọc SU cho anh em luôn nha. Chia sẻ cả nhà luôn. Hàng K44 đâu rồi đó. Hello anh em nhé, bộ quả sẻ đây, kiếm 200 mùa Covid. Bỏ kính ra cái đã, nóng quá, nóng chết luôn. đào được 200.000 bạc là nóng quá anh em ơi. Rồi ok, mình cần cái rắc này mình ghim vô thôi nha anh em. Cái này của thợ hét ở dưới Quy Nhơn gửi lên anh em ơi. Kiếm 200, đọc kia và đồng thời đăng ký cái FOB vào cho khách. Nè, cho thợ có làm gì đâu. Chỉ luôn. Cái này anh em tuyệt đối đừng có hàn nhá. Đây, hai kim rồi. Tuấn ở đây biến lấy cái kia móc quá, Tuấn lấy bỏ hàn này, Tuấn rùi luôn cái lỗ nha, cho nó nhanh ăn cho nó quá anh em ơi. Mùa Covid, tài sản của cái chừng này đổ xăng khổ lắm anh em ơi. Rồi ok, chúng ta sẽ vào vấn đề móc. Đâu trời ơi, anh đọc cho người ta lấy 200 Quyết ơi. Anh mới đi lấy về anh đọc cho người ta lấy có 200 mà em. Người ta đưa cho anh cái này nè chứ không phải là mua. Em hiểu không? Quyết. Ok nha.
Được chưa? Đấy, chúng ta chỉ có thế thôi. Rồi chúng ta lấy cái này chúng ta cắm vào. Được chưa? Nha, cắm nó vào là xong, có cái gì đâu. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cắm vào nó là xong. Rồi chúng ta đi lấy dây nguồn cái đã, chúng ta nuôi cho cái máy này cái đã nha. Cứ từ từ rồi nó cũng xong. Đấy chúng ta cần thế thôi, tí nữa chúng ta hàn lại cái là xong, có gì đâu, chuyện nhỏ. Chúng ta cấp âm dương ắc quy cho chắc chắn nha anh em. Rồi cái này chúng ta sẽ cấp nguồn bên trên đây nha. Chúng ta để im cái máy này anh em, để im này. Rồi ok. Rồi chúng ta sẽ cấp nguồn vào. Ở đây có hai mục tiêu anh em, đừng có hàn. Rồi dây trắng ở bên dưới chúng ta sẽ không hàn vào đây. Ở đây là cái mục tiêu để chúng ta hàn 2 lít. Và chúng ta sẽ di chuyển ở cái mục tiêu, ở cái dán chỉ ở đây chúng ta sẽ cắm vào. Rồi đây. Rồi tiếp tục sẽ là cái dây màu xanh, chúng ta cũng không hàn, chúng ta sẽ cắm ngay vào đó luôn. Được chưa? Đó ok. Đấy chúng ta chỉ cần cắm như vậy là xong. Chúng ta để im ở đây xem nó có bung ra không. Rồi nếu anh em sợ bung thì anh em hãy lấy tay chúng ta giữ lại là xong. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ dùng Motoscan, chúng ta vào lập trình SU. Rồi, kiểm tra lần nữa xem nó bung không. Ở hai chân này có thể khá chắc. Rồi không ai trúng chạm vào này. Lắc. Rồi ok. Rồi mục tiêu đã chắc thì chúng ta không cần phải vịn, không cần phải giữ như thế này. Nếu ok thì anh em hãy giữ này một tí thôi, không sao cả. Nó ngang ngửa với chúng ta nâng cấp nạp phần mềm. Rồi chắc. Chắc. Rồi, lập trình thì cục SU này của Vision thì chúng ta sẽ đọc như kiểu Selit và A-Black 29 độ lại Honda. Đây, A-Black chúng ta chọn cũng được, Lit chúng ta chọn cũng được, bởi vì nó là hai rắc. Còn cái này là đấy, Vision. Đấy, còn Valeo là mục tiêu anh em sẽ phải cắm dây nó khác. Đây, Vision. Rồi. V
vì sờ 21 nó khác. Rồi hết. Đó. Thì chúng ta đọc AB cũng được. Cho anh em xem đọc AB luôn này. Bởi vì nó giống nhau. Chết thì Tuấn chịu cho, anh em yên tâm. Đọc SU. Đọc. Ok. Ok. Rồi. Đấy. Thì anh em đừng đụng chạm nữa, nếu nó chắc rồi thì thôi. Cái nào cũng đọc được em, quyết. Và Smartoon thì anh chưa làm hai cây này. Smartoon thì phải hàn. Anh em độ hai cây cắm này, bất kỳ máy nào cũng vậy. Rồi, 3%. Anh em chờ tí đọc ra cái. Ra cái key cái anh em sẽ đăng ký vào là xong. Lấy 2 lít mùa dịch. Chiều mua xin tố uống, tối nay livestream mục tiêu nhá. Ok. Nhớ trắng là bên dưới, chạy lên bên trên và tiếp tục là đen. Alo. Hỏi anh. Chắc gì? À cái jack ở cái đồng hồ ở bên trên đó hả? Tôi cắm đồng hồ vào là bị cháy cầu chì à? Mà không cắm vào là không bị gì hết à? Thì bây giờ thứ nhất á, bây giờ là rút ra, rút cái đồng hồ sợ chạm thì rút ra, bóc còi rút ra, bật khóa điện lên nguồn có không? Bình mới bỏ vào và gọi lại liền nhá. Cái nào cũng như vậy hết Văn Quyết rồi. Smartoon thì nó chạy nhanh hơn nhá. Vì thằng này nó sẽ đọc ra 5 phút thì Smartoon khoảng 3 phút rưỡi, ví dụ như vậy. Rồi, 29-30%. Nóng quá anh em ơi, đọc xong rồi mang đi giao luôn, lấy 2 lít. Đấy, còn cái này ok thì anh em mổ, anh em lấy trung tâm ở giữa cái cài này. Đấy, anh em ở giữa, anh em hãy chỉnh làm sao ở giữa, anh em sẽ mổ bên trên bên dưới. Còn cái này mình mổ lật bên dưới nhiều quá, để cho anh em biết là cái này hàn nha. Đấy, bình thường mình mổ chút xíu à. Bởi vì mục tiêu nó ở giữa này. Nếu mà chúng ta cắm thì mục tiêu nó ngay ở cái vấn đề ở cái giữa mẫu cài ở đây. Đó. Thì chúng ta căn ở giữa, chúng ta mổ bên trên và bên dưới. Đúng rồi, ok, Smartoon làm khóa thì vô địch. Ok, mua đi, ăn giảm giá cho Quyết ơi. Về nhà mà luyện em ơi. Quyết ơi, cứ alo cho ăn nhá. Riêng em cứ alo cho ăn. Cứ alo cho anh là sắp về là múc mà tua luôn. Mùa Covid biết làm gì anh em. Cái này thợ hết. Hết mà người ta đâu có đầu tư máy đâu anh em. Đấy không? Hết thì lâu lâu kỹ thuật trưởng người ta chỉ có con MCI thôi. Còn mới này hết người ta không có đọc đâu. Bởi vì thứ nhất người ta không đầu tư, cái thứ hai là người ta không huấn luyện cho một thợ giỏi ở trong hết. Nếu mà huấn luyện cho một người thợ kỹ thuật trưởng ở trong hết thì có thể cho đi đào tạo liên tục thì người ta sẽ nghỉ ngay. Đấy, người ta sẽ nghỉ ngay anh em ạ. Người ta sẽ không làm nữa. Thì tối nay sẽ có cái mục tiêu của cho anh em 20 đến 30 tuổi. 30 tuổi đến 40 tuổi
và 40 tuổi đến 50 tuổi trong cái nghề sửa xe nhá. Tối nay chúng ta phải cổ vũ vào 200 lượt like nhá. Anh em đồng tình không? Mai mốt anh Tuấn kỷ niệm em con sờ mất tun rui rồi, ok. Ok, tay ga xuân dần nhá. Tối nay thì tiếp tục mục tiêu về tối nay chỉ có một đêm nay nữa thôi. Đêm mai Tuấn phải đưa anh em vào trong nhóm, đêm 18 Tuấn dạy rồi. Đêm 18 sẽ dạy 4 đêm và kỷ niệm anh em một đêm về chúng ta sử dụng máy. Xin chào anh Đào Tiến Thăng nha. Xin chào anh đã học ở trung tâm ITD Yên Tâm Đông. Đúng không ạ? Đúng không anh Đào Tiến Thăng? Y là Yên, T là Tâm và D sẽ là Đông. Ok, anh trai nha. Tối nay phải 200 like. Đúng rồi, tối nay phải ủng hộ tinh thần. 1 giờ like về độ tuổi 2 đến 30, 3 đến 40 và 4 đến 50 mà không làm được đó là thành công. Hết cơ hội. Và hướng dẫn anh em tiếp tục chúng ta lại phân tích dữ liệu trên xe Attila. Quay lại nhiêu phần trăm rồi? 85. Tối nay 20 giờ. Anh Nam nhá, Lê Văn Nam. Dương Quốc Oai chào sư phụ. Ok anh Tiến Dương nhá. Lâu quá không gặp anh. Tí nữa anh em mình gọi điện thoại nói chuyện nhau tí nhá. 90%. Chín mươi sáu phần trăm rồi đấy ạ. Rồi, Motorscan đang xử lý. Rồi, chúng ta đã đọc ra kỳ. Alo. Alo, em đổi cái bình mới về rồi. Để được không? Lấy bình mới bỏ vào để được không? Có gì đánh đánh không đề nhỉ? Tập tập vẫn không đề được à? SH à? Đồng hồ không báo lỗi gì hết đúng không? Không, nó còn chưa lên được cái đèn đồng hồ. Ê, nhưng mà em cắm vào thì nó lại chậm nó chậm mất tất cái hồ chì nên em chưa dám cắm cái chân giác vào. Nó bị két két ở đấy. À, SH216 à? SH216 đúng rồi. Ờ, cháy đồng hồ rồi, đồng hồ cháy rồi. Đồng hồ mở ra khét lẹt ở trong ấy, cháy rồi. Cháy bốc khói trong ấy rồi. Em thấy em ngửi thấy cái mùi két két ở dưới. Cháy rồi. Ờ, đồng hồ 216 là cháy mặt ở trong ấy rồi. Rồi kiểm tra động cơ xem bị bó không, mở nồi ra kiểm tra động cơ coi bó không. Mở ra đi rồi gọi lại nhá. Đồng hồ cháy rồi nhá, đừng lắp vào nữa nhá. Ba dòng hay bị cháy đồng hồ lắm. Sao Hoàng Hiếu Dinh à, nó có cái đường chỉ chạy lên nha anh em. Rồi cái máy chúng ta sẽ đọc 051 794 095. Được chưa? Rồi 179 051 794 095. Rồi ok. Thì cái một nó sẽ trùng với cái mã SMID nha cả nhà. Nó sẽ là mã gốc. Key 2 nó sẽ là key phụ. Rồi xong, chúng ta đã có mã. Rồi, đơn giản, chúng ta sẽ rút nguồn ra.
rút cái cây này ra đỡ chập. Oshiko Oshike. Rồi sau vậy bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ cấp nguồn vào và đồng thời đăng ký máy chẩn đoán. Anh dần ơi, anh mua một con đi. Rồi ok, vậy tiếp tục lập trình Esu Honda A Black luôn, chơi cho nó xôm lập trình. Bởi vì lúc nãy các bạn đã đọc rồi thì bây giờ sẽ vào cái phần lập trình. Ok, đăng ký FOB, đăng ký thêm khóa. Chúng ta vào mất tất cả khóa nha, mất tất cả khóa. Rồi chuẩn bị key và khóa mới. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ nhập 051. Rồi đầu móc để ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập. Số 5. Bấm đi lên. Số 1. Bấm lên. 794. Rồi 0 đi qua 9. Rồi đi lên. Bấm số 5. Rồi 051794 095. Bấm OK. Yêu cầu lúc này chúng ta sẽ chuyển LED đỏ xanh sang đỏ. Rồi đỏ. Ok. Thì lúc này Motorscan sẽ khai báo lại cái mã key mà chúng ta đã nhập vào, xem không phải là 051794 0950. Không có số 0. Năm có. Một có. Bảy có. Chín có. Quả cứ lần lượt. Bốn có luôn. 095 nữa là đẹp. Đợi. Số cuối, 6 số giống nhau, khác 3 số cuối, 105. Rồi, chúng ta lại bấm đây một lần nữa. Đỏ, chuyển qua xanh. Rồi, ok. Rồi, cái đèn màu xanh xanh nhấp nháy ở đây. Đăng ký FOB thành công, vậy đơn giản. Quá đơn giản đi, đúng không? Rồi thế là xong. Ok. Vậy bây giờ các bạn và anh em kiểm tra lại FOB để cho nó an toàn khi các bạn không có xe thử để giao cho anh em thợ. Bấm ok. Ok. Đỏ chuyển qua xanh. Nó nhanh còn hơn là điện. Ok, FOB đã được đăng ký và kích hoạt sử dụng với SU. Rồi xong. Thế thôi, anh em không có xe mà. Còn bây giờ các bạn có xe như Tiến Tuấn. Với Tiến Tuấn thì làm một con hộp SU ra thì đảm bảo nó chỉ có sống, không bao giờ nó chết. Thử xem xe nhà. Ok, tí chạy dao luôn. Esu. Các bạn không cần phải đi tìm đúng đời xe đâu. AB đời 2019 đổ lại Lit và Bison. Cứ vào là đăng ký được như nhau.
ok. Nhớ nhá, cái này là mất đồng bộ. Bữa nào mình chỉ cho anh em đo cái dây tín hiệu đồng bộ từ SU về IC. Tít tít thế này biết cái nào chết luôn. Nếu mà đo thông mạch biết cái nào chết luôn. Nha. Lỡ mai một ngày nào lấy một con xe zin mang vào mà tít tít như này, anh em kiểm tra làm sao? Dây thông mạch thì làm sao? Nếu mà bị mất đồng bộ mà đo thông mạch thì sao ạ? Một xe zin ạ. Để chúng ta loại trừ. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ hàn lại. Tít tít. Nó bảo là lượm lúa. Tay ga thì Tuấn là lượm lúa. Chị em hàn lại giống hàn nhựa thôi anh em, có gì đâu. Tí chà cái lắng o hết. Mục tiêu là quan trọng là các bạn đọc làm được lấy tiền. Khoét cái này chịu khó khoét ok tí được rồi, không cần phải đẹp lắm đâu. Có ai dòm đây mà đẹp. Nhưng đừng khoét tè le hạt me quá là được. Bốn góc nó bật nó lên nghe xong. Đâu em trai? Tí nữa chúng ta sẽ mài lại cái nữa sẽ đẹp. Chà nhám cái nữa sẽ đẹp. Thôi bây giờ đi giao cho người ta lấy hai xị về nhà làm cốc nước uống, người ta hẹn anh em đúng đêm nay 20 giờ. Nó dễ như vậy thôi, không có cái gì cả, nó dễ hơn anh em vá lốp. Cầm cái này hoặc là cầm cái mỏ hàn nào nhọn nhọn khoét cho nó bốn dẫn cái bật nó lên cái là xong. Cắm hai cái dây vào chờ, đi hút thuốc, uống nước. Rồi chúng ta chờ đợi, đọc ra cái vào vậy là xong. Mà cứ bảo bấm từ xanh qua đỏ. Rồi từ đỏ qua xanh cái là xong, kết thúc có cái gì đâu. Dễ quá dễ luôn. Nên nhiều anh em mà tối nay nếu mà ok nào anh em thì Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh em đọc cái sơ đồ này. Không cần phải sơ đồ mặt điện. Nhìn ở trong cái quyển tài liệu có vài sợi dây thôi. 2, 12, 1 và 9. Được không? Tiếp tục 3 và 10. Tiếp tục làm một lần nữa. Lần thứ hai 5 và 6 và dây số 8 kết thúc.
không có sơ đồ sơ yếc gì hết. Ngồi vẽ đã đọc sơ đồ đâu nào. Số 1 là gì, 12 là gì, 1 và 9 là gì, cứ thế thôi là múc. Được chưa? Cái quan trọng là tí nữa lấy được tiền chứ, hiểu trong này có cái gì. Còn bây giờ bịch một phát cháy cầu chì, khui nó ra, đục con iốt bảo vệ lên, cái là sau lượm lúa. Còn nếu nó sâu quá thì bỏ, mua con này có mấy trăm nghìn, về nhà lại copy qua lại lượm lúa lấy hơn triệu. Chứ nghiên cứu ở trong này có cái gì cho nó đau đầu. Mục tiêu cứ như vậy, 12 chân này nhớ vài chân là được. Bên này rắc bê nó chỉ là xi nhan thôi. Xin chào anh Đào Tiến Thăng nha. Chứ bây giờ cứ hiểu sâu hiểu rộng, mà khi mà cái tuổi mà sắp xế chiều rồi mà trong tay chẳng có cái gì thì hiểu sâu làm cái gì. Thì hy vọng rằng đêm nay Tuấn chỉ biết là chia sẻ cho anh em cái mục tiêu ấy. 20 tuổi đến 30 tuổi, 30 tuổi đến 40 tuổi, 40 tuổi đến 50 tuổi mà không có gì thì không bao giờ thành công. Dù các bạn từ 40 trở đi, nếu các bạn giỏi cỡ nào các bạn giỏi nhưng trong tay không có tiền thì cũng vít. Đó là nghiên cứu sâu cũng chẳng được cái gì, tổn thương bộ nào. Mà cái mục tiêu của các bạn và anh em hiện tại phải làm nhanh để có lúa. 20 đến 30 để anh em lập nghiệp, đó là khởi nghiệp. 3 đến 40 cố gắng để thành công. Mà 3 đến 40 không thành công, chờ 40 đến 50 nói chung là chỉ có đủ sống, ăn hàng ngày. 40 đến 50 đảm bảo sẽ không bao giờ thành công ở cái nghề sửa xe. Nếu lúc đấy các bạn mới khởi nghiệp để mang lại sự thành công thì không bao giờ có. Dù đó là tay nghề cao, đỉnh tới đâu thì cao. Tối cứ mở những cái laptop nghiên cứu của những cái trang nước ngoài. Thế nào am hiểu về con IC, thế nào am hiểu ở SM túi yêu, am hiểu thế nào ở cái vòng lập kín thì chỉ có vứt đổ sông đổ bể hết. Dám cam đoan các bạn luôn, giỏi mà làm không có tiền thì giỏi làm cái gì. Cái quan trọng là phải làm cái gì cho cái này nó nhai được. Và cái mục tiêu cái này là ấm, đó mới gọi là thành công. Tối nay hẹn anh em đi, bye bye, giờ đi giao rồi đã. Đấy, lấy 200 tí đó, về nhà này. Vợ ơi, ly cà rốt nha, hai đứa con hai ly sinh tố nha, rồi lại làm ly sinh tố nữa, 15 × 4 = 60.000, còn 140. Rồi, tối lại làm cái gì, lại nhai nốt. Đấy, xin chào.